Sự việc vừa xảy ra vào khoảng 12 giờ 7 hôm nay ngày 30 tháng 10 trên đường Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. Rất may đã không có ai bị thương. Người đại trượng phu suýt mất mạng vì vừa đi xe máy vừa nắm laptop. Những diễn biến trong đoạn clip được chia sẻ trên cho thấy, một người đại trượng phu chỉ huy xe máy lưu thông trên đường trong khi một tay vẫn đang bắt, mặt cúi xuống sử dụng laptop. Do thiếu quan sát, người này đã tông trúng đuôi của một chiếc ô tô đang đậu cạnh dĩa và trượt xuống đường, đúng lúc một chiếc ô tô khác từ phía sau lao thẳng tới. Rất may, bác tài ô tô đã kịp thời phanh gấp gáp ngay trước khi xảy ra va chạm, nếu không thành tựu chắc chắn sẽ rất thảm khốc. Chân ô dán bởi tình huống bất ngờ, người đại trượng phu đi xe máy chỉ kịp ối lên một tiếng, trong khi tay vẫn bắt chặt chiếc laptop, mắt nhìn chiếc ô tô đổ ven đường đầy oán oán trách. Người đại trượng phu đi xe máy trượt xuống đường trong khi tay vẫn bắt chặt chiếc laptop. Tài xế chiếc xe ô tô phanh gấp gáp cho biết, anh cảm thấy cực kỳ may mắn vì đã không có điều đáng tiếc xảy ra và mong muốn tình huống mình vừa bắt gặp phải sẽ là lời cảnh báo cho những người có thói quen sử dụng laptop khi đang lái xe. Đoạn clip hiện vẫn nhận nhiều xem xét trên.